bị bóc phốt thích xài tiền của mẹ, Thủy Tiên lên tiếng đính chính. Không chỉ xinh đẹp, giỏi giang, Thủy Tiên còn là nàng hậu có hiếu. Mới đây, trên mạng xã hội, mẹ Thủy Tiên vừa có màn bóc phốt con gái khiến dân tình cười nghiêng ngả. Bà đăng tải khoảnh khắc hai mẹ con cùng dòng chú thích hài hước, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Xài tiền của mẹ, không ai lại bằng con. Được biết, đây chỉ là câu nói vui vẻ, trêu đùa của mẹ nàng hậu với con gái. Bên cạnh những bình luận vui đùa, có những bình luận tỏ ra không hài lòng. Trước nhiều luồng ý kiến, Thủy Tiên lên tiếng, mẹ Tiên đang đùa thôi chứ bây giờ Tiên đưa tiền cho mẹ tiêu rồi. Chuyện đó hồi xưa thôi, mẹ hay mua đồ ăn, đồ chơi hoặc những món em thích. Giờ em vẫn chi chứ không để mẹ chi đâu, em hoàn toàn phủ nhận nha. Ở Thủy Tiên, hội tụ nhiều yếu tố của một hoa hậu, đó là sắc đẹp, bản lĩnh, tài năng và trí tuệ. Ít ai biết rằng, để có được ngày hôm nay, nàng hậu từng trải qua một tuổi thơ khá khó khăn và thiếu thốn tình cảm gia đình. Được biết, bố mẹ Thủy Tiên ly hôn khi cô nàng lên 4 tuổi. Sau đó, Thủy Tiên sống cùng dì ruột và quyết định ra riêng khi đủ 18 tuổi. Đã không ít lần bà gặp những ý kiến cho rằng bỏ rơi con gái. Mẹ Thủy Tiên khẳng định suốt khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn tuy bà không thể ở cạnh cô, nhưng vẫn chăm sóc cho con gái đầy đủ và không có chuyện bỏ rơi con như người đồn. Thủy Tiên nhận được nhiều tình yêu thương của người hâm mộ bởi cô luôn thể hiện sự lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ công chúng. Kể từ sau cuộc thi Miss Grand International 2021, tên tuổi của Thủy Tiên được khán giả biết đến nhiều hơn. Thủy Tiên nhận được nhiều tình yêu thương của người hâm mộ bởi cô luôn thể hiện sự lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ công chúng.